Viết đoạn văn giới thiệu nhân vật trong một cuốn sách. Trong cuốn sách Dế Mèn Phiêu Lưu Ký của nhà văn Tô Hoài, Dế Mèn là nhân vật chính, được khắc họa vô cùng sinh động, chân thực. Nhà văn đã khắc họa nhân vật qua nhiều phương diện, từ ngoại hình, tính cách đến hành động, lời nói. Ở đoạn mở đầu, Dế Mèn tự giới thiệu về ngoại hình của bản thân một cách đầy tự hào. Do ăn uống điều độ, làm việc có chừng mực nên Dế Mèn rất chóng lớn. Chẳng bao lâu đã trở thành một chàng dế thanh niên khỏe mạnh, cường tráng. Từng bộ phận trên cơ thể của Dế Mèn được miêu tả vô cùng chi tiết. Đôi càng thì mẫm bóng, cùng những cái móng vuốt ở chân, ở khoeo cứ cứng dần và nhọn hoắt. Thân hình rung rinh một màu nâu bóng mỡ, soi gương được và rất ưa nhìn. Đầu to ra và nổi từng tảng, rất bướng. Hai cái răng thì đen nhánh và lúc nào cũng nhai ngoàm ngoạp như hai lưỡi liềm máy làm việc, cùng với sợi râu dài và uốn cong một vẻ rất đỗi hùng dũng. Tác giả đã sử dụng biện pháp tu từ nhân hóa. Từ đó, hình ảnh Dế Mèn hiện lên giống như một con người vậy. Bên cạnh ngoại hình, hành động và lời nói của Dế Mèn cũng được miêu tả cụ thể để làm nổi bật lên tính cách. Để thử sự lợi hại của những chiếc móng, Dế Mèn đã co cẳng lên đạp phanh phách vào các ngọn cỏ. Cậu đã tự nhận xét về bản thân, cứ chốc chốc, tôi lại trịnh trọng và khoan thai đưa cả hai chân lên vuốt râu. Thỉnh thoảng, tôi ngứa chân đá một cái. Dế Mèn có tính cách kiêu căng, ngạo mạn. Dế Mèn là một nhân vật trong truyện đồng thoại, vừa mang đặc điểm của loài vật, vừa mang những đặc điểm của con người. Qua nhân vật này, Tô Hoài cũng muốn gửi gắm bài học ý nghĩa cho bạn đọc. Viết đoạn văn giới thiệu nhân vật trong một cuốn sách. Trong dân gian của chúng ta, có biết bao nhiêu nhân vật truyền thuyết nổi tiếng đã để lại cho chúng ta nhiều bài học khác nhau. Trong số đó, có lẽ nhân vật mà em yêu thích và đã để lại cho em nhiều ấn tượng, đó chính là Sơn Tinh. Sơn Tinh là một vị thần ở núi Tản Viên đã chống chọi mọi cuộc tấn công của Thủy Tinh khi hai người đang cố giành mỹ nương cho mình. Sơn Tinh đại diện cho bên tốt, có lòng vị tha và khoan dung. Ngược lại, Thủy Tinh là một người rất xấu xa, đã dâng lũ làm ngập lụt, thiệt hại cho nhân dân. Trong câu chuyện, Sơn Tinh đã cố làm mọi cách để không cho Thủy Tinh dâng nước, phá hoại làng xóm. Em rất yêu thích nhân vật Sơn Tinh. Viết đoạn văn giới thiệu nhân vật trong một cuốn sách. Pinocchio là nhân vật chính trong cuốn truyện Những cuộc phiêu lưu của Pinocchio của tác giả Carlo Collodi. Pinocchio là một con rối gỗ được ông lão Geppetto tạo nên với ước muốn có một đứa con. Ban đầu nó chỉ là một con rối vô tri, rồi dần dần nó trở nên giống con người và bắt đầu cuộc hành trình đầy thử thách để trở thành một cậu bé thật sự. Qua từng cuộc phiêu lưu, Pinocchio học hỏi được những bài học quý giá về sự trung thực, lòng dũng cảm và tình yêu thương. Mỗi bước đi của Pinocchio không chỉ là sự trưởng thành về mặt cá nhân mà còn thể hiện lòng kiên trì và mong muốn được chấp nhận như một con người thực sự. Nhân vật Pinocchio đã để lại ấn tượng sâu sắc trong lòng người đọc bởi hình ảnh một kẻ tìm kiếm sự chân thực và yêu thương, biến cuốn truyện thành một tác phẩm kinh điển được yêu mến qua nhiều thế hệ.